Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Tokyo Camera. Lại là tôi đây. Và mùa du lịch đã lại tới rồi và chúng ta đang rất là đau đầu suy nghĩ xem là nên cầm cái con camera nào để có thể mang đi du lịch thuận tiện, đỡ phải đau lưng, đau tay để vác, khuôn vác các thứ rất là nặng, mệt mỏi, đúng không nào? Và hôm nay thì tôi sẽ mang trở lại đây một cái em camera có thể nói là vô cùng là đình đám so với cái năm trước khi mà nó ra mắt. Đó chính là chiếc Osmo Pocket tôi đang có ở đây, vì tôi đang quay ở đây. Và hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi xăm soi cái chất lượng hình ảnh, chất lượng ảnh chụp cũng như là chất lượng video ở trên con Osmo Pocket này, xem là nó có thực sự là chất lượng hay không. Mặc dù cái camera rất là nhỏ thôi, với một cái cảm biến là 1/2.3 inch, nhưng mà chúng ta hãy cùng xem cái chất lượng hình ảnh nó như thế nào. Và bây giờ tôi đang có mặt ở trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Chúng ta hãy cùng đi du lịch một vòng quanh bờ hồ và hãy cùng test chất lượng hình ảnh của con camera thế nào. Let's go. Và hiện tại thì điều kiện ánh sáng đang khá là tốt. Chúng ta có thể thấy ánh sáng mặt trời chiếu sang. Tôi đang để chế độ màu là Destiny Light. Và lát nữa về chúng ta hãy cùng xem lại, xem cái chất lượng màu sắc, chúng ta kéo lại xem nó có được như mong muốn hay không nhá. Và bây giờ thì tôi sẽ cùng chúng ta sẽ đi thử một vòng và hãy về xem lại chất lượng video xem thế nào. Đấy, chúng ta hãy thử tưởng tượng xem nếu mà chúng ta đang đeo trên mình một cái bao lô khá là nặng, thêm vào đó là một chiếc máy quay cũng khá là to nữa thì nó sẽ rất là vất vả cho cái chuyến du lịch đấy, đúng không nào? Và chỉ có một điều mà chúng ta đang khá là lo ngại là không biết cái chất lượng âm thanh thu được ở trên con Osmo Pocket này nó có được như là mong muốn hay không. Chất lượng âm thanh, bởi vì xung quanh này xe cộ có thứ đi rất là nhiều, môi trường ở đây đang khá là ồn. Và ở đây thì con Osmo Pocket này được trang bị hai micro, một con micro để thu âm và một con micro để có thể lọc tiếng ồn. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là cái chất lượng âm thanh của nó có được như là mong muốn hay không nhá. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem soi kỹ hơn về cái chất lượng video mà chúng ta vừa quay nhá. Bây giờ chúng ta xem clip gốc, file gốc để xem cái chất lượng màu của nó thế nào. Vì trước đó tôi đã để màu là Destiny Light, cho nên là khi mà tôi kéo lại thì nó sẽ có cái sự khác biệt so với ban đầu. Anh em bây giờ có thể vào xem lại để có thể biết rõ hơn. Hiện tại thì độ phân giải video tôi đang để là Full HD 1080p và 60fps. Tôi sẽ mở lại một cái file gốc, chúng ta cùng xem. Đây, đó. Rồi, như anh em có thể thấy, màu sắc nó rất là chi tiết, hiển thị độ chi tiết rất là cao, đúng không nào? Mọi thứ nó sắc nét như ở đến từng lỗ chân lông luôn, và nó không hề bị bệt màu một chút nào cả. Như anh em có thể thấy trên cái vùng mặt, vùng shadow và highlight chia nhau ra rất là rõ ràng. Đó. Và đây là màu lốc, và sau khi mà chúng ta kéo lên thì nó sẽ như thế này. Đó. Theo cá nhân mình, ở một cái mức độ là chúng ta sử dụng để đi du lịch hàng ngày, để quay những cái vlog cá nhân, thì cái nhu cầu về cái chất lượng hình ảnh nó quá là cao siêu, như kiểu là những chiếc máy quay Sony đình đám thì không cần thiết đến mức đó. Mặc dù cái con Osmo Pocket này nó cũng đã đáp ứng được cái khả năng quay, cái chất lượng hình ảnh và cái khả năng mà tái tạo màu gần như là tiệm cận. Tôi sẽ không đánh giá cái bài viết này nó quá là cầu kỳ. Anh em có thể tự cảm nhận sau cái video này. Ok, hãy cùng thử đến một video khác nào. Video tôi quay cận cảnh đi. Chúng ta hãy cùng xem lại màu da người đây. Đây là màu Destiny Light nha, chứ phải là màu chúng ta đã kéo lên. Và sau khi mà chúng ta đã kéo lại thì nó sẽ như thế này. Thì thật ra ấy, cái khả năng kéo màu được lại, tái tạo màu lại nó có đẹp được hay không là do kỹ năng của mỗi người thôi. Nhưng mà để mà có thể
tái tạo được lại một cái màu mà nó hoàn chỉnh như thế, nó đẹp đến như thế thì cũng phải dựa vào một phần máy quay có thể lưu lại được thông số màu tốt không. Và khi mà chiếc máy quay của bạn có thể đủ khả năng để lưu lại được cái thông số màu đẹp như thế thì chắc chắn là cái chất lượng của cái máy quay đấy không hề tồi, đúng không nào? Có một điều tôi khá là kinh ngạc khi mà sử dụng cái chiếc Osmo Pocket này quay tối vào cái lúc này vào khoảng độ 6 rưỡi tối rồi, trời cũng khá là nhá nhem rồi, nhưng mà khi mà chúng ta quay lên nó đã đẩy được ánh sáng lên khá là nhiều, mặc dù hình ảnh không hề bị noi nha anh em có thể để ý. Bây giờ là vào khoảng độ 6 rưỡi 7 giờ kém tối rồi và hầu hết là mọi người đã lên đèn rồi, nhưng mà khi mà chúng ta quay lên thì mọi thứ nó vẫn rất là sáng như thế này, anh em có thể nhìn thấy đó, vẫn rất là sáng. Ok, và vừa xong thì chúng ta đã vừa test cái chất lượng video ở trên con Osmo Pocket này. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi test chất lượng hình ảnh nhé. Chúng ta hãy cùng chụp thử một số xác hình để xem là chất lượng hình ảnh có đến đâu nhá. Gốc từ con Osmo Pocket này. Ở đây tôi có một vài ảnh màu sắc khá là tươi, nhưng mà có một điều tôi không hài lòng cho lắm là cái phần contrast của nó đẩy lên khá là cao, như chúng ta có thể thấy ở đây cái độ tương phản của nó rất là cao, đặc biệt là ở trong cái vùng mặt của mẫu nhìn gần như là nó bị đẩy contrast lên cao quá khiến cho cái màu sắc nó bị bệt lại với nhau ấy. Mặc dù chúng ta nếu mà không để ý kỹ sẽ không thấy lắm đâu, vẫn da mẫu vẫn là khá là mịn, nhưng mà ở những cái vùng tối màu sắc nó sẽ bị bệt khá là nhiều đó, như ở trong những cái vùng tán cây này. Thực ra nếu mà chúng ta zoom kỹ lên thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm đâu, nhưng mà nếu mà chúng ta để hẳn ở ngoài này nhìn. Đây là ảnh chúng ta chưa hậu kỳ nhá, còn về hậu kỳ nữa thì không còn gì phải bàn nữa. Thực sự với một chiếc máy ảnh du lịch, không hẳn là một chiếc máy ảnh du lịch mà là một chiếc máy quay siêu nhỏ cầm tay, mang lại cho một chất lượng hình ảnh chụp ảnh chất lượng như thế này, độ nét cao như thế này, màu sắc các thứ ổn. Ok, cá nhân tôi thấy chất ảnh trên con Osmo Pocket này cũng khá là ổn, chỉ có điều là đấy, như tôi đã nói từ đầu thì cái phần contrast của ảnh nó bị đẩy lên tương phản, nó bị đẩy lên hơi bị cao quá so với những cái chiếc máy ảnh bình thường. Chúng ta chụp thì nó vẫn sẽ có những cái sự trung hòa giữa vùng sáng vùng tối, còn đây là mà gần như nó tách biệt hẳn luôn ấy. Ok, và chúng ta hãy cùng đến với một bức ảnh tiếp theo. Ok, và chúng ta hãy cùng đến với một bức ảnh tiếp theo tôi chụp ở bên bờ hồ Tây, đoạn Thụy Khuê. Chúng ta hãy cùng xem tôi chụp một cái ghế ở đây thôi, nhưng mà khi mà chúng ta zoom kỹ lên thì cái chất lượng hình ảnh nó lại không thực sự được tốt lắm so với cả trên những cái chiếc máy ảnh DSLR, máy ảnh chuyên nghiệp. Như chúng ta thấy nó vẫn có những cái vùng bị mờ, bị lăng cưa ở đây. Nhưng mà tôi cũng mong các bạn hiểu là cái cảm biến của chiếc Osmo Pocket này nó chỉ dừng lại ở mức là 1/2.3 inch thôi, rất là bé so với cả những cái cảm biến của những chiếc máy ảnh hầu hết là đều trên 1 inch. Vì thế nó cho lại một cái mật độ điểm ảnh rất là lớn, giúp chúng ta có thể zoom lên và có thể nhìn được hình ảnh một cách chi tiết hơn. Còn trên cái chiếc Osmo Pocket này thì đổi lại được một cái chất lượng hình ảnh như thế này tôi nghĩ là cũng ổn rồi, đúng không nào? Không hài lòng cho lắm nhưng mà dừng lại ở cái mức là tạm được sử dụng được. Vừa xong thì chúng ta đã thử chụp ảnh cũng như là quay video rồi, và bây giờ chúng ta hãy cùng đi đặt máy ở một chỗ và quay một số cảnh hyperlapse, ví dụ như là cảnh mặt trời đang xuống ở trên bờ hồ Hoàn Kiếm này, để xem là cái chất lượng đến đâu nhá nào. Ok, còn anh ấy kia rồi. Xong là con clip chúng ta vừa mới đi xăm soi kỹ hơn về chất lượng hình ảnh, chất lượng video của Osmo Pocket, một chiếc máy quay du lịch cầm tay siêu nhỏ được ra đời khoảng hơn 1 năm trước đó, và bây giờ thì nó vẫn đem lại một cái chất lượng vô cùng là tốt. Chúng ta vẫn có thể sử dụng nó vào bất kỳ một cái mục đích nào, từ quay vlog đến quay đi du lịch, hay là thậm chí chúng ta có thể sử dụng để quay phim, những cái thước phim đơn giản, bởi vì nó mang lại cái khả năng chống rung vô cùng là tốt khi mà mang trên mình chiếc gimbal chống rung 30 nhỏ nhất thế giới,
đến tận thời điểm này. Vậy anh em có cảm nghĩ gì về chiếc Osmo Pocket này, hãy đừng quên để lại bình luận ở phía dưới, như là nhấn like và subscribe cho Tokyo Camera để có thể nhận thêm được thông báo về video tiếp theo nhé. Và xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.